Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và trao tặng 300 suất quà Tết cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng. Đoàn công tác cũng tặng quà cho trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của trường trong việc nuôi dạy trẻ những năm qua, tổng kinh phí quà tặng trị giá hơn 350 triệu đồng. Nhân dịp Tết Tân Sửu, tỉnh đã đến thăm tặng quà cho hơn 66.000 hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng.